Tại quyện Tân Trụ, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh phối hợp với Trung tâm Y tế quyện và Ban giám hiệu hai trường, Trung học phổ thông Tân Trụ và Trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực, tổ chức tập quấn nâng cao nhận thức về phòng chống HIVS cho cán bộ giáo viên nhà trường và cán bộ đoàn trong quyện. Báo cáo viên của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã có một số thông tin về tình hình dịch HIV tại Việt Nam, tỉnh Long An và cảnh báo dịch HIV gia tăng nhanh ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Bằng chứng khoa học về thông điệp K bằng K không phát hiện bằng không lây nhiễm. Giải pháp thực hiện mục tiêu chiến lược quốc gia kết thúc dịch bệnh S vào năm 2030. Tổng quan về giới và tính dục, giới thiệu chương trình điều trị dự phòng trước phơi nhiễm và điều trị ARV và các dịch vụ tư vấn xét nghiệm HIV, điều trị ARV, điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV. Với lượng kiến thức tiếp thu tại buổi truyền thông, mỗi đại biểu sẽ là một tuyên truyền viên tích cực, vận động gia đình, người thân, học sinh cùng nâng cao nhận thức về phòng chống HIVS, góp phần đạt mục tiêu 95-95-95 tiến tới kết thúc dịch bệnh S vào năm 2030.